trong duyên tình mãi rối phần đẹp duyên ưa gấm nhung trái bước hay lạc lẽo chuẩn chuyên cho tới ta kiếp qua sau. Ủa sao lạ vậy ta, bây giờ trễ hẹn rồi mà còn chưa thấy anh tới nữa. Quý vị có thấy không, Mạnh Quỳnh lúc nào cũng để Nhung đợi hoài vậy đó, chán thiệt luôn á. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, Quỳnh ơi. Ôi Quỳnh hả, Quỳnh đi đâu nãy giờ vậy? Quỳnh có biết á là Nhung đợi Quỳnh lâu lắm rồi không? Quỳnh xin lỗi Nhung ha. Thôi không có xin lỗi gì hết á. Bây giờ nè, Nhung có chuyện muốn nói với Quỳnh đó. Chuyện gì vậy hả? Nhưng mà trước khi Nhung nói á, mà Nhung hỏi thiệt Quỳnh nha, hồi đó tới giờ đó đi hát với Nhung á, Quỳnh có bao giờ có tình cảm với Nhung chưa? Wow. Có. Có hả? Quỳnh có tình cảm với Nhung hả? Sao Quỳnh không nói? Nhưng Quỳnh có biết là ngày mai á là Nhung phải lấy chồng rồi đó. Nhưng mà còn có đêm nay ta gửi trao niềm tâm sự để mai này em cất bước sang ngang về chốn xa xăm. Người ơi thôi vĩnh biệt mộng ban đầu như nước cuốn bèo trôi. Từ nay thôi đành xuyên mình lỡ đôi. Dù vương vẫn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau bao nhiêu mong thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi. Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong. 12 bên nước biết bên nào trông. Tuy em đành phải sang ngang. Thương yêu ngày cũ chưa tan, xin anh đừng oan trái. Trong duyên tình mãi rối phần đẹp duyên ưa gấm nhung trái bước hay lạc lẽo chuẩn chuyên cho tới ta kiếp qua sau. Đành thôi em dang dở mối duyên đầu, còn chi đâu những buổi chiều đưa đón. Khi tan trường về hai đứa bước chung đôi, câu hẹn câu thề ai thốt ở đầu môi. Dù cho biển càng non mòn tình ta không thay đổi, nay tơ hồng chia cắt bởi vì đâu. Em khổ anh sầu rưng rưng dòng lệ than mang. Anh hãy quên em đi mà tìm vui vui mới.
nguyện gắn bó thủy chung muôn đời. Xuân à, tiễn em đi lau mắt lệ lòng tuôn rơi, ngày mai này thuyền qua đưa người về tận cuối trời xa. Hay quá, cảm ơn hai bạn. Thưa quý vị, giám khảo đứng dậy vỗ tay là biết nó phê như thế nào. Mà tôi thấy một điều là Phi Nhung đứng kế chỉ có Mạnh Quỳnh, và Mạnh Quỳnh chỉ có Phi Nhung mới ăn ý đến như vậy thôi. Rồi Trấn Thành lại khóc nữa, cảm xúc nữa. Không, tôi khóc là do cảm xúc tôi dâng trào thôi, không liên quan gì hết trơn nha. Anh nói thiệt, chưa bao giờ chấm một cái bài hát nào mà phải đứng ngồi không yên như vậy. Mà không phải mình tôi, cái người mà điềm tĩnh nhất là ông Hoàng Nhật Nam, ông cũng phóng lên luôn. Và em phải biết là cái độ kích động về cảm xúc trong cái lời hát của tụi em là cao đến mức độ nào. Cả hai em hôm nay thi hoàn hảo. Nó là một tiết mục trình diễn chuyên nghiệp chứ nó không phải là bài thi nha. Hai em cũng hoàn toàn hãnh diện ngẩng cao đầu, đưa bất kỳ ai coi tiết mục này của mình như một chiến tích lớn nhất trong sự nghiệp của tụi em về âm nhạc. Cảm ơn anh ạ. Chỗ nó hay mà tôi thiệt tôi không biết nói như sao luôn. Nó hay thiệt là hay luôn, rụng rụng rời luôn. Xong rồi hả? Xong rồi. Cảm xúc xong rồi đúng không? Phê quá. Hay thì hay rồi, mình vỗ tay cũng nhiều rồi, khóc cũng khóc rồi. Thì mình phải kiếm cái gì khác mình nói, phải nói tới những giọt nước mắt. Nghệ sĩ á, họ chỉ khóc cho hạnh phúc thôi. Cho nên không bao giờ thấy nghệ sĩ mà buồn mà khóc đâu. Hoặc có thể họ chỉ khóc thầm khi không có ai thì có. Nhưng đa phần trước công chúng, họ khóc cho mảnh đời của người khác. Có một người khác tới nâng đỡ cái số phận đó lên, khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng là khi buồn chúng ta cười, khi cười chúng ta lại có thể tải bằng cái cảm xúc khác. Không bao giờ được thuận nhau mà phải là bù trừ. Đó mới là cuộc sống. Dạ đúng. Mà hai cái người trên sân khấu này nghệ sĩ quá đi. Tôi thích cái tính nghệ sĩ của các bạn lắm. Cầm cái micro lên hát rồi khỏi biết ai đi nha. Nha. Mà trời cho cái giọng sao mà nó sạch mà nó vang, giả mang vang á. Đúng cái chất lượng giọng của Phi Nhung Mạnh Quỳnh luôn. Đúng cái chất lượng của những ngôi sao luôn. Thế thì cho nên từ ngôi sao cho tới ca sĩ trẻ cho tới các thí sinh là những người làm nhiệm vụ buồn vui hạnh phúc với công chúng. Còn tất cả những sự thật họ giấu vào trong hết rồi. Dạ. Yeah. Chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc với nhau thôi. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn. Dạ đúng. Nói đến tâm sự không ai có thể qua được đạo diễn nội tâm. Mời anh nhận xét. Thường thì anh sẽ chia sẻ nội tâm rất là nhiều, nhưng mà qua tiết mục vừa rồi thì anh đã không kìm được cái cảm xúc và cũng đứng dậy và đứng nguyên một tiết mục để mà tận hưởng hai em. Yeah. Thì như vậy là anh nghĩ là đã đủ cho cái cảm nhận của anh rồi. Yes. Anh sẽ không nói gì thêm nữa. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Một lần nữa xin một tràng pháo tay cho Trúc Ly và Ngọc Tuấn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn.
ngay đầu làng, con chim sáo nhỏ vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua cách trở miền xa xuôi ngược bốn ba. Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười, câu ca mát rượi chưa trang lòng người. Ôi đẹp làm sao, như sáng trăng thanh gõ nhịp trái khuôn. Quê hương ơi, ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Trong cõi đời ta, giữa bên lòng hình bóng quê nhà. Thương quá là thương tuổi thơ nào. Ngọt đắng môi cười. Ngủ bên bếp lửa hồng soi hiu hắt mái tranh nghèo. Anh thèm được nghe tiếng dòng đông đưa kéo kẹt buổi trưa hè. Thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín. Thèm được ngắm nhìn tà áo em bay. Dù ở quê người nơi phồn hoa, nhưng biết tìm đâu bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, thử hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Dù biển đời mênh mông, quê
lam lù, ruộng sớm đông trưa mưa nắng tao tầm. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống ruộng sâu cho tươi tốt lúa vàng. Em cũng hiểu vì sao anh thương bên, từng lũy tre làng từng bên nước dòng sông. Từ lúc chào đời say giấc ngủ trong đôi, hai tiếng quê hương đã chứa chan trong lời ru của mẹ. Âu ơ, dù cho sông cạn núi mòn, tình quê xin gửi cho trọn người ơi. Về quê lần này anh sẽ cây người mai môi, đem cao trầu sang dạm hỏi cưới em. Sông quê không ngăn cách đôi bờ, cho nhung nhớ không dài theo năm tháng. Nhẹ bước bên nhau trên đường quê rợp mát, thực tế hay mơ mà nghe lưu luyến là thường. Thực tế đây rồi chứ nào phải mơ đâu, em có thấy chăng từng bãi đê ruộng lúa. Dù ở xa xôi nơi trời góc biển, anh vẫn mơ hoài hình bóng của quê hương. Đã đợi em xin hết ạ. Trời ơi, trời ơi, hay ơi. Quá anh ba ơi. Rồi cảm ơn chị ba. Thưa quý vị, nghệ sĩ đàn tranh Uyên Trâm, xin mời phần nhận xét của ba vị nghệ sĩ ạ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Ngọc Tuấn rất là dễ thương, vì giống như một cái anh nông dân chất phác, rất là giản dị và có cái gì đó rất là hồn nhiên. Trong đêm nay là em đã dành một cái tuyệt chiêu cuối, đó là chơi đàn và hát tân cổ. Anh nghĩ rằng là hôm nay em đã tạo nên cái bất ngờ đối với khán giả. Đúng là năm nay là một cái mùa để hội tụ không phải là những người được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng mà chính những cái điều đó nó đã tạo nên một cái làn gió mới, những cái gì đó nó rất là tươi mới đến cho chương trình. Anh cảm thấy rất là tự hào khi đã có được những cái thí sinh xuất sắc đến như vậy. Và anh nghĩ là Ngọc Tuấn đêm hôm nay đã tỏa sáng. Một lần nữa thì chắc là gia đình em với bà xã của em xem chương trình sẽ cảm thấy rất là tự hào. Nhiều người sẽ gọi là yêu thích em bởi cái vẻ ngoài mộc mạc và bởi tài năng của em đó. Vâng, chắc chắn là một chàng trai rất tài hoa. Cái điều đặc biệt của Tuấn ở đây, nhận thấy cái điểm là người Bắc hát ca cổ của người Nam, đó là cái điều cực khó. Vì mà quan trọng là hát rất Nam Bộ, hát rất Nam Bộ, chỉ lâu lâu có một xíu mấy chữ thôi, không chỉ quan chờ. Trọng chỉ chờ, dính đúng chỉ chờ thôi. Ba tiết mục ngày hôm nay các bạn hoàn toàn tự nhiên, như là mình là một nghệ sĩ thực sự, mình chính là thần tượng của mình. Chính sự tưởng tượng đó làm cho các bạn có tiết mục rất là tự nhiên và dễ thương, độc đáo có luôn, và được sự đón nhận của mọi người. Đúng không quý vị? Yeah. Cái đó là một sự thành công, và không có lời khen nào bằng những tràng pháo tay của mọi người đây, và sự tiếp ứng của mọi người. Khi bạn diễn tới đâu thì ở đây vỗ tay tới đó. Đó là sự tiếp ứng trực tiếp với nhau. Cái điều đó phải tự nhiên mới có được. Chúc mừng tiết mục này. Cảm ơn chị ạ. Và tôi là tôi thoái như cái lúc mà bạn vừa về tới đầu làng thôi là có trưởng làng đứng đón bạn liền. Xin mời trưởng làng chia sẻ đôi điều. Bạn là một người cực kỳ không chuyên nghiệp, nhưng lên sân khấu luôn luôn phát ra âm thanh và cách hát của một người chuyên nghiệp. Cái tiết mục của bạn là tiết mục có thể người ta mua vé vào coi được, nghe thích, đi thu âm bán đĩa được luôn. Là tại vì nó đạt được cái độ chuẩn mực của cái voice của cái người đi hát chuyên nghiệp. Nó quá giống mình Mạnh Quỳnh, mà giống không không đủ, có tình cảm luôn. Cái đó mới khó, chứ bắt chước được cái giọng không chuyện bình thường. Nói chung là hôm nay bạn làm tôi bất ngờ thật sự. Bạn là một thí sinh rất đặc biệt. Chưa bao giờ tôi thấy có một năm ca sĩ thần tượng mà khó chấm như năm nay. Chất lượng phải nói là tốt, đồng đều, tốt nhất trong 3 năm. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành.
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý là hôm nay ba vị giám khảo sẽ phải rất là khó trong việc lựa chọn. Tại vì mới ba người mà đã sơ sơ thấy ba quán quân rồi. Bây giờ thiệt á? Dạ. Đây nha, tôi nói thiệt nha, là ba tiết mục quán quân nên nằm trong ba cuộc thi khác nhau. Dồn lợi diễn, giận thôi bớt giận, biết đường chấm luôn. Rồi một lát ra hai người nữa quán luôn, quân luôn, rồi tôi về quán tôi ngồi. Một lần nữa dành một tràng pháo tay cho Ngọc Tướng, xin chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
cái câu đầu rồi. Dễ thương quá à. Dễ quá cái câu hết rồi. Trời ơi, giống y chang bà Nhung luôn trời. Tôi nổi da gà nè trời, y chang bà Phi Nhung luôn á trời, thiệt á. Vừa vừa phải phải thôi nghe, giống quá đi đó nghe. Dễ sợ thiệt. Em duy nhất từ hồi nãy giờ dám bước ra một mình, không có điểm tô cái gì lên trên sân khấu hết. Hồi nãy nha, nó sẽ còn hay hơn nữa nếu như chỉ có một mình em. Mà vũ khí lợi hại nhất của em là giọng hát. Hát hay dã man. Dạ em xin cảm ơn anh Thành ạ. Giống Nhung một cách mà anh nổi hết da gà luôn. Giống dã man giống luôn, mà em nói chuyện cũng giống Nhung nữa. Em tuyệt vời. Dạ em xin cảm ơn. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chị Thanh. Mời chị Thanh. Phi Nhung có ba cái dấu, tức là trong hát á, có những người bỏ dấu rất là mờ, nhưng mà riêng Phi Nhung thì dấu sắc, dấu ngã và dấu huyền bỏ rất là đậm đặc. Thì hôm nay em bỏ dấu chắc chữ lên nốt cao á, đúng giọng Phi Nhung, dấu ngã gần như là Phi Nhung và dấu huyền y chang. Chúc mừng em. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin mời phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, xin mời anh. Trước khi mà chia sẻ với Ly á, thì anh cũng muốn nói một chút về cái điệu nhạc Vọng Kim Lan. Đó là một cái điệu nhạc mà nó rất là quen thuộc và nó cũng đã đi sâu vào cái tâm tư tình cảm của người Việt Nam. Với Vọng Kim Lan, em đã thực sự là một cái phiên bản rất là hoàn hảo. Và đặc biệt là cái khúc cao nhất trong bài á, hai lần em đều vượt qua được, và mỗi lần một cung bậc tình cảm khác nhau. Chúc mừng em. Xin cảm ơn anh Nam. Cảm ơn anh Nam. Một lần nữa xin chúc mừng em đã thể hiện rất là tốt tiết mục này. Xin chúc mừng Trúc Ly. Xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn mọi người ạ. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều ly chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô phiêu giang anh khóc, xôn xao câu hò điều ly bến nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về với làm lễ đã. Bực mình từ nãy giờ, đúng ra là không bước ra đây đâu. Sao vậy ba? Ở miền Nam mà không tổ chức đám cưới, tự nhiên lôi hết ra ngoài Bắc này làm chi vậy? Tôi á là người miền Nam, nhưng mà tôi lấy chồng miền Bắc, cho nên là bây giờ tôi mắc bắt rễ miền Bắc, mà cái chỗ này là miền Bắc mà tôi lấy thằng rễ miền trời Bắc. Trời cho trời nên ơi. Là thằng rễ tôi là phải vô miền Bắc, là chỗ này tôi mệt bà quá, tôi mệt bà quá. Thì tại sao không tổ chức ở Quế đi, mỗi người nửa đường? Quế là Quế, người ta đang nói miền Bắc mà sao ông đâm xuồng hoài vậy ông? Thôi luôn rồi, nói gì bây giờ tổ chức luôn nha bé. Khoan,
kiểm tra lễ vật nè. Dạ, con mời bé. Những cái đồ tôi thách cưới có đầy đủ không? Đầy đủ. Trầu cao, trái cây. Trầu cao, trái cây. 10 cây vàng để đâu? Nè, tôi nói 10 cây vàng đúng không? Đúng mà, 10 cây vàng mà bé. Tôi không có giỡn với bà nha, chưa? Ai nha, giỡn chưa? Nha. Tôi là con trai, tôi đẹp trai nên tôi phải thách cưới, bà hiểu chưa? Trời đất ơi, người ta con gái thách cưới, tự nhiên con trai thách cưới nè, con gái tôi đẹp gái nha. Không dám đâu, con gái bà đẹp không bằng một góc vợ trước của nó nữa. Qua trời. Trời ơi, cái gì bác? Cái gì vậy? Lỡ rồi, tao không thích đám cưới nữa, khui luôn đi. Nói đi, ai vợ trước nói? Đưa bằng chứng ra. Dạ đây, bằng chứng đây. Vợ trước là nghệ sĩ Cẩm Ly. Hiểu lầm rồi, tất cả là sự hiểu lầm thôi. Chắc là ba với má đang giận nhau á. Chứ không không có chuyện anh lấy vợ trước đâu, thiệt mà. Giờ sao má? Nè, quất nó luôn. Ê! Mẹ nhịn rồi đó. Má bảo quất kìa. Hơ! Ôi trời! Ờ, hay đó. Quá trời. Tôi không ngờ là anh lại lừa dối tôi như vậy. Không có, hiểu lầm thôi. Thật ra là anh không bao giờ cưới anh Tệ. Anh đừng nói vậy nữa. Mình chia tay đi. Em ơi, nói gì cũng được, đừng bao giờ nói tiếng chia tay mà. Mạnh mẽ em. Chia tay! Em! Chia tay! Chia tay! Chia tay! Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ. Với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Mình đã đi chung trên con đường ước mộng. Mình đã rêu nêu qua chớp bể mưa hồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng thành trang. Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Trong lòng yên an vì mấy khi yêu mà chẳng được được người yêu cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao hỏi mày nè. Dạ, má. Mày có thương con gái tao không? Dạ có. Nhớ vậy chưa? Dạ. Ừ. Còn con có thương Bùi Tiến Dũng không? Ôi, cái gì vậy? Cái gì bé? Cái gì bé? Không. Bùi Tiến Dũng là con rể của chị con. Ê, đây là bà là chị con lấy Bùi Tiến Dũng Lê Lộc á. Dạ. Trời ơi. Nè, nha, hỏi con có thương nó không? Dạ. Dạ là tao biết rồi. Được rồi, bây giờ tôi quyết định cho hai đứa nó làm đám cưới. Ai cho? Bà chưa có chịu thách cưới của tôi là tôi mới cho. Bây giờ tôi đưa ông 10 cây vàng, ông chịu chưa? Chừng nào đưa? Chút xíu ra đi đưa liền. Không cần đưa tôi. Chứ đưa cho con gái bà giữ. Ủa sao kỳ vậy? Tôi muốn là số tiền đó hai đứa có cái để làm của hồi môn với nhau. Trời hiểu ơi, chưa? Bà ơi, bà làm hết hồn mà, con đi làm được mà, tự nhiên nổi tiếng. Không, cuộc đời phải biết phòng xa con. Đâu có phải lúc nào chích thuốc mê cũng tỉnh đâu. Ê, nói ai chích thuốc mê? Tôi nói vậy đó. Ủa vậy là sao nói thẳng vô mặt tôi đi. Ở đây có mình tôi chích à. Trời. Thôi quá nè, tôi nói bà nghe nè. Không phải bà bỏ không đâu. Tôi cũng bỏ 10 cây vàng vô cho hai vợ chồng đó. Thấy ông, nhưng mà đâu đó rõ ràng. Tôi muốn thử coi là ở bên bà có bắt rễ rồi có thương yêu con tôi hay không. Nhưng ngày hôm nay thấy rõ hai đứa thương yêu nhau phải không? Thấy không? Chỉ cần thử một chút là thấy bọn nó có thể hạnh phúc lâu dài rồi. Chờ gì nữa, làm lễ con. Làm lễ gì nữa nữa. Qua mong người ơi thương tư mà tìm sao sẽ chỉ luôn kiếm tiếp thương chàng từ lâu. Ai đã qua cầu
nhau miếng tơ hồng. Sài Gòn đi học, em còn nhớ gì sao My? My à, không, tôi không có quen ai tên My hết á. My à, em đừng có đối xử với anh như vậy mà. My, nói gì đi My? Điều chung lối hẹn bóng ô mối tình ta khắc đậm tên nhau để rồi xa cách nhau để rồi bao đớn đau người về vui với ai để mình anh đắng cay ngày mới quen nhau hai đứa em hò tình ngàn năm tình không hề nhạt phai dần trăng xưa chứng minh tình tôi anh được phải không My? Em nói đi, em nói là em nhận ra anh đi My. My à, My. Trời đất ơi, còn nắm tay nữa hả? Buông ra, nhặt lên. À ha, thì ra là hai người đã quen biết từ trước với nhau. Yêu nhau hả? Hả? Yêu nhau thì tại sao biết bao nhiêu bài hát không chọn, tự nhiên đi chọn cái bài bóng mồ môi. Mày đừng có nói bậy nha. Đây là bài bóng mồ môi chứ không phải bóng mồ môi. Vậy hả? Ha, đủ người rồi chứ gì. Ngày hôm nay tao sẽ cho mày biết cậu hai của cái vùng này là ai. Lên. Không, cậu hai, tôi xin cậu mà. Cậu đừng có đánh người nữa. Ôi dạ. Cậu hai, đánh nó, giữ nó lại cho tay. Nhanh lên, giữ nó lại. Đừng mà cậu. Tao nói cho mày nghe, đáng lý ra là tao sẽ đạp mày một đạp, nhưng tao thiết nghĩ tao đạp mày rồi thì chân đâu tao trụ. Nên thôi. Cô, bây giờ muốn đi theo nó chứ gì? Được, vậy thì cô trả hết tất cả những số tiền ngày xưa tôi đã cho ba cô đi, lãi suất là 100%. Khó hả? Thế được thôi, nếu mà khó quá thì đổi qua một cái hình thức khác. Quyết định nhanh, gọn lẹ, người đó và tôi, em chọn ai? Để rồi xa cách nhau
Để rồi bao đớn mày là một thằng đàn ông nghèo. Người về vui với ai để mình anh đăng khai. Ngày mới quen nhau hai đứa em hò, tình ngàn năm tình không hề nhạt phai. Dần trăm xưa chứng minh tình đôi lứa, cớ đâu buồn tha thiết để chia ly. Nếu mà đi tình cũng xa rồi, sầu riêng hạt clip. Ủa anh hai. Cô ba, tuần này em xuống 2-3 lần rồi đó nha. Tại vì tôi thèm cái mùi. Mùi gì vậy anh? Mùi gì? Này cô em bán sầu riêng, sầu riêng em bán chứ tình duyên thế nào? Hỏi hoài à. Em thời có bán anh mua, dù cho 17 nhà lầu xe hơi. Sầu riêng em bán rồi bao, về ăn không béo, tới đây em sẽ đền. Đền gì vậy? Em đền 8 trái cho anh. Thôi đền khác đi. Còn tình duyên em đi cô ba ơi, chèo xuồng vô giúp tôi với. Thôi em xuống đây nè. Em ơi bao đêm anh không ngủ được. Ủa sao vậy? Sầu riêng quá nóng hay lòng anh nhớ ai? Nhớ cô em bán sầu riêng. Sao không à? Đẹp như biển đó cho lòng anh thương tư. Mấy người nói ngọt lắm, tôi không có tình đâu. Dài hôm anh ghé hàng em, sầu riêng ai bán chứ em đâu mất rồi. Đúng rồi, hai người bán mới cho hay. Cho hay sao? Là em đi lấy chồng vừa hôm qua. Trời ơi, con mẹ nhiều chuyện nghiệp tụ dành nôi. Chị là chị lấy sầu riêng là chị giả vô mặt nha. Anh hai không có đâu anh hai, em không có đi lấy chồng hôm qua. Anh đừng có tin lời mấy bà đó nghe. Không có. Cô có biểu chưa? Chưa. Sầu riêng em
sẽ đền. Có đền gì vậy? Em đền lần này chinh trái cho anh. Thôi đợi tình duyên đi. Còn tình duyên em để trao người mua duyên. Cái kèo gì khó dữ vậy trời. Chứ làm sao đâu có dễ được. Em ơi, bao đêm anh không ngủ được. Sao vậy? Sầu riêng quá nóng hay lòng anh nhớ ai? Nhớ cô em bán sầu riêng. Ê trời đất ơi, đẹp như tiếng đó cho lòng anh thương tư. Thôi anh hai ơi, anh đừng tương tư em, anh mua sầu riêng giùm em đi. Em cảm ơn mà nhé. Dài hôm anh ghé hàng em, sầu riêng ai bán chứ em đâu mất rồi. Đó, hai người bán mới cho hay. Nữa hả? Là em đi lấy chồng vừa hôm qua. Trời thiệt em khổ quá nay ơi. Em là hả, hôm qua em không có phải đi lấy chồng gì hết trơn á. Người ta ghen ghét em đó, người ta nói xấu em thật. Trời là ơi, bởi vì mấy bà này xấu tính dễ sợ luôn. Bởi người vậy... ta còn trẻ măng về lấy chồng gì. Bởi vậy em là hiền nhất cái là cái ghe này. Ủa? Không có ai hiền hơn. Ủa, em hết trơn á. Cô ba. Ừ? Nói vậy là cô ba chưa có người yêu luôn hả? Chưa. Trời ơi vô mánh. Cô ba anh... vậy cho tôi xuất làm người yêu của ba nha. Nhưng mà hạn sầu riêng của em nó còn nhiều quá anh ơi. Em không có nghĩ tới chuyện tình yêu được. Trời ơi, thiệt á, cái sầu riêng này tôi mua hết cho tôi bao hết luôn cái sầu này, nhiêu tiền vậy? Thiệt hả anh? Thiệt, ai? Trời ơi. Trời anh ơi, sộp quá. Nhiêu tiền? Dạ, cái ghe của em 2 triệu hả? Trời đất ơi, tưởng đâu 200 triệu. Ai ngờ có 2 triệu à. 2 nè. Triệu. Cô, còn 4 triệu đưa luôn cho cô, 4 triệu luôn. Trời ơi, anh hai sộp quá à, anh hai giàu quá à. Cảm ơn anh hai nha. Đồng ý làm bạn gái tôi nha. Nhưng mà... thôi... sao vậy? Bộ mua xong là cái kêu người ta làm người yêu hả? Thôi, anh hai ơi, hôm nay anh hai mua giùm em cảm ơn anh hai. Nhưng mà... cái ghe này sáng giờ em bán cũng mấy trái rồi nên không có đủ 2 triệu. À, để em về em lấy thêm nha. Thôi không sao đâu, trời ơi, nói gì ra chứ tôi đâu có thèm sầu riêng đâu, tôi thèm cái khác mà. Quỷ à? Hả? Thôi đi, bây giờ em á là người miền Tây chất phát thật thà lắm. Em bán 2 triệu là phải đủ 2 triệu. Anh hai ngồi ở đây đi. Em đi về á, em kêu chồng với mấy đứa con nó bưng sầu riêng ra cho đủ nha. Cái gì? Cô mới nói kêu ai? Chồng với 2 đứa con của em. Ủa sao cô nói là cô chưa có người yêu, sao cô giờ có chồng? Ủa quý vị, quý vị làm chứng, anh có hỏi em có chồng đâu. Anh hỏi em có người yêu chưa đúng không quý vị? Anh hai hỏi em là có người yêu chưa. Nhưng mà em không có người yêu, em có chồng với 2 đứa con. Anh hai ngồi đây nghe, tí nữa là em đem sầu riêng ra liền nha anh hai. Cảm ơn anh hai. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, sầu riêng tôi đã mua rồi, tình duyên em bán cho người đành sao. Để bao đêm trắng mơ màng, sầu riêng gái đã. Ây da, chứ đáng đời ham sắc nha. Trời, sầu riêng gái đã đâm vào chân đau.
yêu đang mong xin hiếu dừng, lữ còn đốt cháy quê hương. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà nếu đơn bay em chưa lớn chiều, sau lưng bây em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn. Thấy mẹ vui hơn mà lệ chàng rưng rưng, dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không? Thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biết không? Bước qua dòng sông hỏi từng con sông, lá phèn
đường. Trở lại chuyện hai chúng qua lối này, khi tay trắng tay buồn phát lên vai, hành trang đường dài vì đời lên ra mắt dài nhân cho đời. Nghe bút giá lúc nửa đêm nhớ đêm, lửa ngọn ngút lúc gọi yêu về tìm con đường tình sự nằm đây. Chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm cạnh đây theo tiếng bước vô tư đi tìm. Chúng mình nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy.